như anh em đã biết đó, trong quay cọp đúng không, cũng có những cái file như là A, B, C, D, E, thì đó là dùng đánh phá đánh giá những cái pha trong quay cọp. Thì mình cũng trong SMC cũng có một cách để đánh giá một cái cấu trúc SMC đó là mạnh hay yếu, bằng cách đó là chúng ta dùng các pha, đúng không? Thì như nào mà định nghĩa pha trong SMC là gì? Đây là cái đỉnh công nhận và đây là cái đáy công nhận, đúng không? Anh em nào mà xem thì bây giờ chúng ta sẽ có đánh giá những cái pha như sau. Đây là cấu trúc của 2 thăm frame ha. Có thể là tùy anh em chọn cái 2 thăm frame của mình là khung nào. Nói với mình đó, thì mình đánh khung M15 làm khung chính, cho nên 2 thăm frame của mình đó là khung M15. Ok ha. Thì ở đây, đây là một cái cấu trúc. Nhỏ. Ở trong khung M5 mình đánh dấu nó là màu xanh nha anh em. Đó. Thì tại thời điểm này, tại thời điểm này á, là thị trường cũng chưa có gì, đúng không? Bây giờ giá nó hồi nè. Khi mà khung lớn nó hồi, khung lớn là màu đỏ nha anh em. Khung lớn nó hồi thì khung nhỏ nó sẽ giảm, đúng chưa? Rồi, khung nhỏ nó sẽ giảm như thế này. Thì nếu khung nhỏ nó tạo một cấu trúc giảm như thế này, đúng chưa? Đây là hành động trong khung nhỏ nha anh em. Còn trong khung lớn anh em chỉ thấy nó là một con sóng giảm thôi. Nhưng trong khung nhỏ nó hình thành một cấu trúc giảm rồi. Thì tại thời điểm này mình đánh dấu đây là gì? Đây là pha B nha anh em. Pha B định nghĩa là gì? Khung lớn tăng. Khung lớn tăng. Khung nhỏ giảm. Như này, pha B. Tại thời điểm trong khung nhỏ hình thành một cấu trúc giảm thì gọi là pha B. Thì trong thời điểm này những cái lệnh sell của anh em sẽ có xác suất thắng cao, tại vì anh em đang đi theo cấu trúc hiện tại của thị trường là cấu trúc giảm, đúng không? Anh em bán. Rồi, khi mà giá nó hồi về cái đáy này đó, thì cấu trúc nhỏ nó vẫn đang giảm, nhưng cấu trúc lớn á, là nó đã hồi về cái cực trị rồi. Thì lúc này á, lúc này nếu như anh em vào một lệnh mua, đúng không, anh em kỳ vọng giá nó sẽ tăng lên đó, thì cái này là pha gì anh em? Pha C ha. Pha C, tại vì sao? Khung lớn tăng. Khung lớn tăng nè. Khung lớn tăng mà khung nhỏ giảm. Nhưng mà anh em vào lệnh mua. Vào lệnh mua ha. Đó. Khung lớn tăng, khung nhỏ giảm mà vào lệnh mua. Tại cực trị khung lớn thì lúc này á, đây là pha C. Thì cái lệnh mà mua ở đây á, win rate của nó thấp hơn cái lệnh bán nha anh em. Anh em phải chú ý nha. Nếu như khung lớn tăng, khung nhỏ giảm mà anh em đi theo cái cấu trúc giảm khung nhỏ anh em bán á, thì cái win rate của nó sẽ cao hơn cái việc mà anh em đi ngược khung nhỏ mà nó về khung lớn, anh em bắt đáy nha. Đây là một lệnh bắt đáy nha anh em. Anh em kỳ vọng là giá nó sẽ đảo chiều khi mà quay về cái vùng đáy công nhận của khung lớn. Đó. Đây là pha gì? Pha C. Đó. Sau đó giả sử nha, nếu như giá nó phá lên trên cái đỉnh công nhận ha của cái này,
đỉnh công nhận của cấu trúc nhỏ, đúng không? Anh giá nó phá vào đây, sau đó anh em mới mua đó. Thế này là gì anh em? Cái này là một pha mạnh nhất mình hay dùng, đó là pha A. Pha A chúng ta có gì? Khung lớn tăng, khung nhỏ chuyển từ giảm sang tăng đó. Thì cái thời điểm mà anh em vào định mua ở đây nè là pha A đó. Còn thời điểm mà anh em vào định mua ở đây á, anh em mua khi giá vừa test về cái đáy này á là pha B nha anh em, à pha C nha anh em đó. Còn thời điểm mà anh em bán ở đây, anh em bán ở đây, đây là gì? Pha B đó. Pha B là anh em đang bán theo cấu trúc nhỏ nè. Pha C là anh em bắt đáy khi mà giá hồi về đáy công nhận của cấu trúc lớn anh em mua. Còn pha A là gì? Pha A là một pha đã đảo chiều, pha là một pha mà cấu trúc nhỏ đã đảo chiều từ giảm sang tăng và cấu trúc lớn cũng đang tăng, thì anh em mua ở đây win vay nó cao nhất. Còn pha D là gì anh em? Pha D là pha gì anh em? Pha D là pha gì nào? Giá tiếp tục tăng ở đây đúng không? Xong rồi khi mà khung nhỏ giá tăng lên thì khung lớn nó cũng sẽ tăng lên. Lên tới đây, lên tới đây anh em vào một lệnh mua, khung lớn đang tăng, khung nhỏ cũng đang tăng, mà anh em vào một lệnh bán nha. Pha D, pha D nè, khung lớn tăng, khung nhỏ tăng, mà anh em vào lệnh bán, thì cái vị trí mà anh em bán ở đây nè, đó nó gọi là pha D nha anh em. Pha D là bán ở đây, bán khi nào? Khi giá của khung lớn tăng mà khung nhỏ cũng tăng mà anh em đã bán thì đây là pha D. Thì trong 4 pha này, pha D là pha có cái win rate thấp nhất, pha A là pha có win rate cao nhất, sau đó tới gì? Tới pha B, tới pha C. Thì mình đang xếp thứ tự luôn đó: A win rate cao nhất, B win rate cao, C win rate trung bình, và D là win rate thấp nhất đó. Thì đây là một cái cấu trúc SMC mà hoàn chỉnh thôi anh em. Anh em biết là anh em đứng trong pha nào thì anh em đánh cái lệnh nào nó sẽ có cái win rate cao nhất nha anh em. Chẳng hạn như anh em thấy cấu trúc đang lớn đang tăng nhưng cấu trúc nhỏ đang giảm, thì anh em sẽ tìm cơ hội để anh em bán, thì nó gọi là pha B. Và anh em bán về cái cực trị của khung lớn, lúc này anh em vào một lệnh buy bắt đáy, anh em kỳ vọng là anh em sẽ bắt được cái đáy này, thì anh em vào nó là pha C. Mặc dù nó ngược cấu trúc của khung nhỏ nhưng nó lại thuận cấu trúc khung lớn, thì cái lệnh này win rate của nó theo mình thì đâu đó tầm 40%, nhưng nếu như bắt đúng cái đáy đó thì cái RR của anh em đó, nó sẽ bù lại. Còn chờ xác nhận là gì? Chờ xác nhận là khi pha C nó tăng lên, nó phá cái đỉnh công nhận của cấu trúc giảm nhỏ, anh em mua khi nó test lại thì đó là pha A. Thì pha A là pha có cái win rate cao nhất đó. Thì bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ chạc thực tế để cho anh em hiểu ha. Để sẽ mình lấy con cái cạc đi, cạc ha. Rồi thì bây giờ anh em sẽ cùng mình quan sát và phân tích xem là giá nó đang ở pha nào nha anh em. Vậy ha, đây là đỉnh công nhận của cấu trúc nè, đúng không? Vì nó đã quét qua cái IDM. Đây là giá hiện tại của ai cạc cũng nha, và đây là đáy công nhận vì nó phá qua cái đỉnh này, đúng không? Tạo boss. Rồi thì tại cái thời điểm mà
tại cái điểm giá nó chốc ở đây, đúng không? Chốc thì cấu trúc tăng của chúng ta nó đang gì, đang có khả năng đảo chiều, đúng không em? Rồi thì khi mà cấu trúc lớn đang là giảm, đúng không? Cấu trúc lớn đang giảm, bây giờ ta xét cấu trúc nhỏ nè. Bây giờ mình vào trong khung M5 mình xét cấu trúc nhỏ ha. Đó, cấu trúc nhỏ thì nó như thế nào? Cấu trúc nhỏ thì như thế nào? Mình sẽ mở cái này lên mình xem. Đó. Hiện tại nha. Hiện tại nè, mình đã xác định cấu trúc nhỏ là giảm rồi đúng không? Cấu trúc lớn giảm đúng không? Cấu trúc nhỏ thì sao? Cấu trúc nhỏ tại cái thời điểm này nè. Đây là đáy công nhận của cấu trúc nhỏ, vì nó quét qua cái IDM này, đúng không? Đó là cái IDM. Rồi, đây là cái đỉnh công nhận. Và vì sao? Vì nó phá qua đáy công nhận này, tạo MOS, đúng không anh em? Thì khi mà cấu trúc nhỏ đã đảo chiều từ giảm sang tăng rồi, trong khung M5 nha, là chốc chứ. Đó, thì chúng ta có gì? Anh em quay lại bài học. Cấu trúc lớn là giảm, đúng không? Cấu trúc nhỏ là tăng. Vậy thì chúng ta đang ở pha nào anh em? Cấu trúc lớn giảm, cấu trúc nhỏ tăng, chúng ta đang ở pha B hay là pha C? Pha B hay pha C? Câu trả lời chính xác là pha B, nghĩa là giá đang ở pha B nha anh em. Pha B nghĩa là cấu trúc của khung nhỏ đang tăng và cấu trúc khung lớn đang giảm. Tại vì cấu trúc khung lớn á, nó cái đỉnh công nhận của khung lớn nó nằm ở tụm trên đây rồi. Nè, có phải đây là như mình nói anh em, cấu trúc NMC á, có phải là đây là cái đáy công nhận của gì? Của cấu trúc không? Cấu trúc hồi nè. Và đây là đỉnh công nhận của cấu trúc hồi nè. Trước khi mà nó phá qua cái đáy này nè thì nó là cấu trúc hồi, nhưng mà thời điểm nó phá qua rồi á, thì cái này trở thành cấu trúc lớn, cấu trúc chính luôn. Thì cái đỉnh công nhận của cái khung M15 á, là ở đây, có nghĩa là cấu trúc lớn đang giảm đó. Mình đang mua lên theo cấu trúc nhỏ, nghĩa là mình đang ở pha gì? Pha B nha anh em. Pha B là chúng ta sẽ mua về đâu? Mình sẽ mua về cái đỉnh này của cấu trúc lớn giảm. Và nếu như anh em vào một cái lệnh sell limit ngay tại cấu trúc lớn giảm luôn, nghĩa là anh em đang vào một cái lệnh bắt đỉnh, anh em đang kỳ vọng là cái đỉnh này nó sẽ làm đảo chiều cái cấu trúc nhỏ này, là anh em sell như thế này á, thì anh em đang ở pha C. Còn nếu như anh em đang mua lên theo cấu trúc giảm nhỏ này thì đang là pha B. Còn nếu như nó chạm, nó tăng lên tới đây, sau đó nó tạo gì? Nó tạo một cấu trúc đảo chiều. Đó, anh em xem. Thì nó là pha A. Đó, anh em sẽ phân biệt đang ở pha nào? Pha A, pha B, pha C, pha D. Để chúng ta sẽ biết được là cái việc mà anh em vào lệnh đó, nó có cái tỷ lệ thắng bao nhiêu. Và anh em biết được là cái lệnh của anh em đang thuận xu hướng lớn hay là ngược xu hướng lớn, hay là thuận cả hai xu hướng lớn nhỏ, thì anh em sẽ có được cái kỳ vọng nó xa hơn. Chẳng hạn như bây giờ anh em vào lệnh mua ở đây đi, anh em không biết nó đang là pha B hay pha C, anh em không biết là đỉnh này đang ngược xu hướng, thì anh em mua và anh em kỳ vọng nó sẽ phá cái đỉnh này, thì đó là một cái điều vô lý, đúng không? Tại vì cấu trúc này là cấu trúc nhỏ tăng thôi, nhưng mà cấu trúc lớn vẫn đang giảm mà. Nhiều khi nó chạm tới cái đỉnh của cấu trúc lớn này nó đảo chiều, thì có phải là cái lệnh mua của anh em bị mất lợi nhuận không, đúng không? Cho nên là cái việc mà nhận biết mình đang đứng trong pha nào á, thì anh em sẽ có được cái kế hoạch. Thứ nhất là gì? Vào lệnh. Và thứ hai là gì? Thoát lệnh. Đó, cái vào lệnh nó cũng quan trọng, mà cái thoát lệnh cũng rất quan trọng nha. Nhiều khi anh em không biết được mình đang đánh ngược xu hướng, anh em cứ thoải mái gồng. Và khi nó tăng lên tới những cái vùng bán mạnh ở khung lớn, và cái vùng đó là thuận cấu trúc giảm, thì nó sẽ làm ra một cái việc đảo chiều cái cấu trúc nhỏ, và từ cái lệnh anh em có lợi nhuận anh em lại bị stop loss, thì nó rất là tiếc. Đó, thì cái việc mà nhận biết mình đang đứng trong pha nào nó là một cái điều rất là quan trọng. Thì đây là pha
B nha anh em. Pha B thì pha B thì mình sẽ chờ cơ hội để mình mua lên. Và mình sẽ mua lên ở đâu? Mình sẽ mua ở đâu? Thì mình đang thấy có một cái vùng demand zone khá là đẹp ở đây. Đó, demand zone chỗ này. Demand zone này nó đã là một cái việc gì anh em? Phá qua cái supply đối diện. Đây. Chưa? Supply này là supply đối diện của cái supply của cái demand zone này. Thì nó đã phá được cái supply đối diện rồi, thì bây giờ mình chỉ chờ nó test về, mình mua lên thôi. Và TB về đây. Như anh em vào lệnh buy đây đi, anh em SL dưới đáy. Bên trên. Nó cũng được gần 5R anh em, không ít đâu. 5R. Đó thì đây là cái cách mà mình phân biệt mình đang đứng ở pha nào, cấu trúc đang tăng hay đang giảm, thì để mình có được cái kế hoạch vào lệnh nó hợp lý ha. Rồi, đó là về cái mình muốn chia sẻ cho anh em ngày hôm nay, đó là các pha trong NMC. Thì hy vọng là qua cái bài ngày hôm nay anh em sẽ biết được cách phân biệt mình đang đứng ở pha nào để mình có cái kế hoạch giao dịch nó hợp lý hơn. Tại vì NMC là một cái phương pháp mà mình cảm thấy là nó rất là quan trọng về cấu trúc và thanh khoản. Thì nếu như anh em nắm được cấu trúc thôi là anh em đã nắm được hơn 60% cái tỷ lệ thắng trong cái phương pháp này rồi. Đó. Và mỗi lần mình livestream thì có rất nhiều anh em hỏi mình về cấu trúc, thì hôm nay mình làm một cái bài mà nó phân biệt cho anh em biết được các pha trong thị trường như thế nào luôn ha. Rồi, ICT tin vào nguyên tắc đường giá lấp vào những vùng thanh khoản. Đúng rồi, ICT là một phương pháp luận nha anh em. Giống như Wyckoff cũng là một phương pháp luận. Thì phương pháp luận của Wyckoff là tin vào ba cái lý thuyết của thị trường, là quy luật, nguyên nhân và kết quả, quy luật nỗ lực và kết quả, và quy luật cung cầu. Thì ICT nó cũng là một phương pháp luận, và nó cũng tin vào tại gì? Là thị trường nó đang làm hai việc. Việc thứ nhất là quét thanh khoản, việc thứ hai là lấp đầy các FVG. Đó. Thì nếu như anh em phát triển cái phương pháp của anh em dựa trên những cái phương pháp luận đó, thì anh em sẽ ra được một cái phương pháp mà nó phù hợp với lại cái cách trade của anh em ha.